mình không nghĩ là mình bị đâu, tại vì mình đâu có làm gì ai đâu mà mình bị. Nhưng bây giờ tình trạng trong người cô là sao? Bây giờ trong người như khùng nhá, mình nói với mấy đứa này hoài, mình nói nếu mà thấy tám có khùng mày nắm đầu tao lại nha, chứ giờ tao không có biết gì nữa luôn á. Cái xác thì còn nhỏ tuổi, còn cái người vô thì chắc lớn, chứ thở không được, thở không được rồi cái miễn mà dán thuốc dán ngay cho thở này á, thì xuống đây nè là trường kỳ luôn á. Xuống gì? Xuống. Nó chạy xuống á. Cũng như là mình biết là mình bị cũng lâu lắm rồi đó thầy. Dạ. Dạ chứ không phải mới đây đâu, nhưng mà có một cái hổn rày á, từ 20 ngày đổ lại đây thì nó quậy quá trời quậy luôn. Nó quậy không chịu nổi luôn á. Nhưng vậy thầy biết không, đến nỗi thí dụ bây giờ ha, cái giò vậy bước xuống giường là đi không được. Quậy rồi cái tới chừng vài bữa cái nó hết, cái giờ nó lên cái tay cái dở lên dở không được. Dạ. Rồi nhất là chỗ này nói thiệt với thầy là cũng như hàng ngàn cái kim nó đâm vậy. Cô đâu? Mình thì ở Trà Vinh. Dạ. Mình ở Trà Vinh, quê quán của mình ở Trà Vinh, nhưng mà sau này mình cũng có ra nước ngoài, hiện tại là mình ở nước ngoài. Cô đi Mỹ hả? Canada. Canada ha. Rồi bệnh quá rồi cái sao mình nhìn thấy cái clip á của thầy đó, thì bắt đầu mình điện, không điện được đâu, tại vì cái của mình là mình xài cái iPad á, dạ. Mình không có rành. Rồi cái máy điện về cho nhỏ cháu này, nó con điện dùm, con điện dùm ông thầy dùm bà cô đi, chừng nào mà được á, cái con liên lạc được với ông thầy thì bà cô mới về, chứ chịu không có nổi. Cái nó điện được cái nó mừng quá, nó nhảy cà tửng vậy, bà cô ơi con điện được rồi. Mà thầy nói là tới mấy tháng sau mới gặp. Cái nói giờ bà cô chịu hết nổi rồi, giờ con có thể năn nỉ thầy giùm bà cô được không? Dạ. Cái nó nói con điện hoài mà không được bà cô ơi. Nói con hên á, có nhiều người người ta điện tới 4-5 máy luôn á, mà mấy tháng trời mới được, còn con mới điện đây đâu chừng tháng gì mà con được là bà cô mừng quá. Cái hai vợ chồng mới mua vé máy bay về rồi mới hẹn nữa. Mà nói thiệt với thầy, thiệt tình luôn á, nhiều khi á, có bữa sáng đêm không ngủ luôn á. Tình trạng trong người cô sao? Nói nghe coi. Bây giờ nói thiệt với đây này ha, ngay cái chỗ gối không tới này nè, nói hồi lấy cái chai ấy là thở không được rồi cái miễn mà dán thuốc dán ngay cho thở này á, thì xuống đây nè là trường kỳ luôn á. Xuống gì? Xuống. Nó chạy xuống á. Chạy xuống ha. Dạ dạ. Rồi với hai bên cái vai này nè, thầy ơi nói thiệt với thầy, riết là thuốc dán mình mắc cỡ không có còn cái chỗ nào. Dán đầy mình vậy hả? Thuốc dán mà hiệu dở là không có mua đó. Thuốc dán dở là không mua đó. Còn thuốc tây nói thiệt thầy ơi, uống riết rồi sợ nó hai con dao hai mặt. Rồi về đây thì mình kiếm thuốc nam uống được. Uống riết rồi cái nó lên máu nữa. Rồi cái về đây thì mình kiếm thuốc nam, tự mình kiếm thuốc nam mình uống. Còn là thuốc tây thì uống rồi trong vòng chừng 4 tiếng đồng hồ, miễn nó hết thuốc rồi là nó sẽ nhức trở lại nữa. Còn hiện giờ nói thì cái thầy nói không mở mắt là biết sao, nó nhức ở đây muốn dở cái não bỏ luôn vậy đó. Rồi với nó nhức này nè, rồi miễn mà nó nhức hai cái này là hen là trường kỳ, mà nếu mà trị dán thuốc dán đổ đây á, thì bắt đầu nó lên lỗ tai là như cái ô ong vậy đó, cái ô ong sao đó là cái lỗ tai mình y rang vậy luôn đó. Đó là sao ô ong sao? Nó rồ vô ve vô ve và do ve do ve mà nó rồ đó. Và hiện giờ là nó cái đầu chỗ này á, thì nó nhức bưng luôn á. Còn cái chỗ này á hả, là nó như cơm sôi á. Cơm sôi làm sao là cái lỗ tai mình nó vậy. Cô đi thầy không? Trời ơi, nói thiệt với thầy, mình đi cũng nhiều lắm rồi đó. Mà đi bây giờ 2-3-4 năm nay mình không có đi nữa. Đi riết rồi. Mình nói tới vậy nè thầy biết không, lần đầu tiên á mình không nghĩ là mình bị đâu, tại vì mình đâu có làm gì ai đâu mà mình bị. Cái bữa đó là làm mà cũng kiểu như mình thấy con cháu ở đây sợ nó ăn uống không đầy đủ đó, cái mình mới nói tụi con súng nhau qua phụ với tám đi, tám làm ba tê cho tụi mày đem về chia nhau mà ăn cho nó đã. Cái con nhỏ cháu dâu á, cái nó mới đang làm, cái nó mới thầy vừa nói vừa uống nước cho mình. Cô nói đi, cô nói đi. Rồi cái xong cái nó đang mần,
mà nó nhất định nó đòi với mấy đứa này là mày phải phải cho chị ngủ chút xíu mới được, không cho chị ngủ là chị chết. Cái mấy đứa này nó trời ơi, một thao thịt vậy mà chị đòi ngủ cái nước, em rinh chị, em giục cái Dũng, em nhỏ này nó đòi vậy. Cái nó nói giờ không cho nó cũng ngủ, cái nó nằm xuống nó ngủ chừng 3 phút thôi. Cái nó ngồi dậy, cái nó vuốt cái mặt nó nói tám bị rồi. Bị cái người đó quấn cái tóc vậy nè, cũng như là ếm tám đó, cũng như là cái người mà ếm tám đó là cái người quấn tóc. Rồi bây giờ đó tao ngủ đã giấc rồi đó, mà thật sự ra là nó nằm chừng 3 phút thôi là nó ngồi dậy nó nói vậy đó. Cái nó kêu, cái nó nói bây giờ bà, cái lúc đó nó trở mặt rồi nha, bà đi kiếm người trị đi chứ bà bị người ta ếm rồi, nói vậy thôi nha. Xong thầy, cái mình mới đi hỏi thăm người ta, cái hỏi thăm người ta mình mới tìm được cái địa chỉ mà khó đi dữ lắm. Cái mình đi vô đó thì vừa quẹo xe qua thì ông xã mình ổng đã bị té rồi. Té là cái lúc đó mình té mà thầy biết không, chỉ cần chừng nhiêu này nè là ổng vô cột điện nè, vô cột điện mà điện cao thế luôn nha. Mà hai chồng mà sao nó trịch qua cái là nó vô bụi chuối. Cái người ta ở trong nhà đó người ta mới chạy ra, người ta mới nói trời ơi có sao không, hai em có sao không, đặng có cái gì, đặng xe chở ghe chở tại đường đó, đường ghe không à, đường xe có chút xíu vậy à, đặng chở đi bệnh viện. Thì ông xã mình ổng văn kiến, văn điện thoại, văn tùm lum hết trơn, mà ta lật ra hai chồng có gì, chỉ có bể với dòng cẩm thạch thôi. Rồi mình mới ôm bông ôm đồ, tại mình mới đi lần đầu tiên mình không biết chỗ đó thờ cúng sao, mình mua bông mua trái cây mua bánh trà đồ dây, mình đi vô thì nó văng tùm lum hết, súng ta lộn lại cho mình. Thì mình mới hỏi thăm chứ từ đây lại chỗ nhà ông thầy bà thầy đó khoảng ba xa nữa ha, à, anh chị nói khoảng chừng cây số. Thì mình vô tới đó đó thì ngược lại cái bà đó, bà ra ngoài cây, bà ra ngoài lộ, bà đứng bà đón mình. Cái vô tới cái bà sóc giác mình, bà hỏi có sao không? Cái bà mới kể, bà nói bây giờ cô vô tới đây á, tại vì cái xác thì còn nhỏ tuổi, còn cái người vô thì chắc lớn, cái người nhập á thì chắc lớn tuổi. Cái nãy giờ con hỏi thiệt gì chứ bây giờ vô đây thì gì đã tới đây là gì coi. Nhưng mà bây giờ cho con hỏi đi là ba của dì đó là phải tóc quăng không, tóc quăng mà bới đầu không thì bận bộ đồ lam, còn má của dì đó bới cái đầu tóc nhỏ mà bận bộ đồ nâu. Tại vì là hồi nãy đưa cháu ngoại ngủ mà hai ông bà đứng nắm võng lại nói cô ơi cô giùm cứu con tôi bị người ta hại sắp chết rồi, mà nó đang đường trên đường vô là bả đi, bả ngồi dậy bả đi tắm bả đi nấu nước bả tắm rửa. Thì bả mới ra, bả ra bả đứng bả đón mình là tóc bả còn ướt luôn. Thế mình nói đúng, thì vô bà trị nói cho ngay, bà trị cũng rất là ấy luôn, nhưng mà rồi nó dập vô quá thầy ơi. Có đi nhiều thầy không? Mình đi thì coi mình đi có hai ba bốn thầy, mình đi bốn thầy mà. Ở bên gì, ở bên Canada hay là ở Việt Nam? Ở đây à, mình đi ở đây là mình nãy giờ mình kể là kể ở đây đó. Cô bị nhiêu năm rồi? Mình có thể chắc cũng lâu lắm rồi thầy ơi, chứ không có lẽ không có lâu đâu. Nhưng bây giờ tình trạng trong người cô là sao? Giờ trong người như khùng nhá. Mình nói với mấy đứa này hoài à, mình nói nếu mà thấy tám có khùng mày nắm đầu tao lợi nha, chứ giờ tao không có biết gì nữa luôn á. Nhiều khi nói thiệt với thầy đừng cười chứ. Mới đi ra đó, cây dao để đó mà đi kiếm, trời ơi kiếm muốn chết luôn vậy đó, kiếm không nhớ luôn á. Nhiều khi á là hai cái lỗ tai này không còn nghe được nữa. Nó cũng như nó con người của mình không phải là con người của mình. Rồi á, điểm thứ nhất á, là thầy biết không, miễn mà dán ở trên chỗ gió không tới thì xuống cái lưng, rồi dán chỗ cái lưng thì chạy xuống cái giò. Rồi á, rồi đây nè, cái tay này là bữa nay mới rỡ thuốc dán ra nè, dán tới mình nó dính luôn, tôi nó chạy tùm lum luôn. Ông cô bị gì rồi, chồng của ông này còn giữ nó. Ông tin không? Ông lúc đầu ông cũng tin lắm, tại vì biết sao, coi như là ông chở đi mà, ông chở đi trị mà ổng té đồ, mà người ta nói nếu mà không có cái ông bới tóc là ông già mình đỡ đấy, là ổng vô chỉ còn có bao nhiêu nữa là vô cột điện nè, mà nó trịch nữa vô bụi chuối đó, thầy nghĩ sao cái giống vậy luôn. Rồi là ổng vô, bà chưa vô coi nó
mà là bà lo bà hỏi ông ba má mình trước rồi. Rồi nói cô giùm cứu con tôi bị người ta hại sắp chết rồi. Bây giờ nó chạy đâu? Giờ nói thiệt cái thầy nó chạy lên đầu với hai lỗ tai nè. Nó kêu gì? Bây giờ hiện giờ nó như ổ ong rồi vậy á trong á. Dạ. Dịch với Tâm, phải không? Nè, tình dịch 18 tay bên đây, chị dịch với Tâm. Có thể mình thay cái quần rắn được không? Đó, ok. Đeo nó đi. Bước lên đó kìa, trời ơi, cái gì đâu mà. Ôi, để cho ba bay nhau. Dở dò lên. Nè, ma nó cắn nè. Cắn nữa. Đỉnh kia kìa. Đó. Điện dữ ha. Nãy dịnh thang máy là đi. Điện giật cô hả? Dạ, điện nó giật cho cái hồn. Cắn chịu cô. Dạ. Cô con lấy cái khăn, hồi con lấy cái khăn cho bà cụ. Sao đâu, đau cứ la đi, đâu gì đâu. Điều này không điên sao được. Nghe không? Nghe, nghe. Nghe ha. Giò mà nó kêu tách 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 nè. Không cười. Cười gì nổi. Đâu có, chú cười. Quá nhiều. Kiểu này sao đi? Im nát. Yếm tao bọng đáy của cô nữa. Dạ. Tao vô viên mà muốn chuẩn bị đi đâu cái là nó bắt đáy à. À vậy hả? Kỳ vậy đó. Bình thường bọng đáy. Tại yếm vô bọng đáy mà. Chuẩn bị đâu bắt đáy ha. Dạ. Nè dạ. Nó đây nè. Dạ. Kim nó găm nè. Quá nhiều. Qua đây. Tiêu hết rồi, sao đi? Còn gì nữa mà đi? Dạ. Nói gì đâu? Lên nói gì? Lên nói tôi biết nghe. Cô cười hay cô khóc vậy? Cười. Đau cũng cười đi chay. Ma nào mà nhiều dữ không biết. Chết chóc gì nè. Lắc cắt này nè. Nghe là cô. Nghe ha. Đó. Bụp bụp ở trong đó. Lăn thỏ gì nè, kim nè.
xe bóng đáy của nè. Gắn đi. Dạ. Nghe không? Nghe. Nghe ha. Dạ. Nghe gì đó nghe coi. Cái bụp. Bụp ha. Dạ. Nè. Ây da. Xíu cô. Gãy đầy như cát. Nát hết rồi. Ăn chung, ngủ chung, nó làm sao chịu nổi. Dạ. Dạ. Tàn ác hết. Chứ lấy được hết qua bán mấy chục tỷ mà không ác sao rồi. Xíu. Nát tan mình mày. Này sao? Dạ. Còn gì? Dạ. Úp lại, úp lại. Nhảy chưa? Nhảy coi, nhảy lưng 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 coi. Nhảy sập. Nhảy sập nhà ta. Đi coi, đi tới luôn coi. Ngon lành chưa? Thở được, thở được. Thở được cái ha. Với cái lỗ tai nó không có ù nữa. Hết nghe hay gì rồi? Nó không có ù. Nó không ù nữa ha. Dạ. Thở được chưa? Hít sâu thở ra. Nhẹ chưa? Nó đỡ lói đây nè, nó hết lói rồi. Hết lói. À, trời ơi. Thở được chưa? Thở được. Thở được ha, đi ngon lành không? Đi coi. Đi. Nhảy được bao nhiêu? Ủa mà qua Tết là qua năm sau rồi mà. Phải không thầy? Tại vì nó qua năm sau thì qua Tết, còn tháng nó qua năm sau rồi. Sao cơ hả? Cùng 5 năm á. Dạ, đừng có chọc tao cười. Bình bình cười cười gì đâu. Đi đi cô, tới lui đi. Sao, thở quán chưa? Thở
À, Mai ơi. Thoát chết rồi ha. Thoát chết. Nói thiệt cái thầy, nhiều khi mình nói trời chết còn sướng hơn, nó nói thiệt á. Chết mà nó còn khỏe hơn. Còn ông này á. Con dở tan vô con làm chưa? Được rồi, ấy á. Ủa sao cái này nó hết rồi? Trời ơi, mấy bữa dán thuốc dán nó thiệt. Dán thuốc dán tới rớt còn tắm luôn á. Đi đâu rớt đó luôn á. Dở tan được rồi. Đi đâu là rớt đó đó. Rồi để xuống nhẹ chưa? Vũ tay ra vô. Nhẹ chưa? Ủa sao nó đâu mất rồi? Nhẹ hả? Mất tiêu luôn rồi nè, mất luôn cục tổ bố luôn rồi. À. Bên tới hồi nãy nó kêu bụp chứ. Cái cục này nó bên mất trái. Rồi. Mất rồi. Cái cục không thấy giọng cái nữa hả? Trời ơi, nó ấy dữ lắm luôn. Rồi. Nó hết cái này. Rồi thầy, coi như mình thay mặt gia đình để mà cảm ơn thầy đã lặn lội đường xa mà tới đây giúp mình nữa, thiệt với thầy nha. Mình nói thì mình trong lòng á, coi như mỗi ngày đi ra ngoài bạn ông Thiên đốt nhang cứ dái à. Trời ơi, chắc con chết quá, con mong rồi con gặp được thầy sớm nè, con mới sống được chứ không là con khùng á. Cứ dái con nhiều đó, cứ ra đốt nhang ngoài bạn ông Thiên thì dái nhiều đó. Tại vì mình thấy khùng thiệt luôn á, ai nói cái khùng sao chứ cô thấy cô khùng á. Với ai mà muốn tìm gặp được thầy Trung á thì là kiên nhẫn đợi chờ nha, đừng có gấp. Phải chờ đợi gọi theo cái số mà trên YouTube. Mạng YouTube có cái số đó thì hả gọi, chứ đừng có bao giờ mà nghe ai gọi lại mà lật đật chộp liền là không có trúng đó. Phải ráng kiên nhẫn nha.